A Di Đà Phật. Mười mấy năm trước, Tiên Đế từng cười và nói với ta rằng ta kiếp này sống không cô phụ với chí nguyện cao xa của mình, duy chỉ tiếc một việc. Ta bèn cười trả lời với Tiên Đế: tuổi già mê muội, chỉ có khi chết đi mới được viên mãn mà thôi. Ngày tháng như thoi đưa, tính ra hôm nay cũng nên là ngày viên mãn của ta rồi. Sư phụ, các con đừng khóc. Người xuất gia phải nhìn thấu và biết buông xả, nhất là các con đã cùng ta vào sinh ra tử. Hôm nay là ngày ta công đức được viên mãn, việc gì phải bi thương. Mau đứng lên đi. Cầu Na Bạc Đà La. Thời kỳ Nam Bắc Triều, Lưu Dụ lập nên triều Nam Tống, trải qua mấy đời truyền đến Hiếu Võ Hoàng đế Lưu Tuấn. Lưu Tuấn đăng cơ khi chỉ 24 tuổi, thúc phụ Lưu Nghĩa Tuyên nhờ ủng hộ hoàng đế nên có công lao, được phong làm thừa tướng tước Nam Quận Dương, nắm giữ đại quyền trong triều đình. Vì thế ông ta chuyên quyền bạo ngược, một tay che trời, sinh lòng phản tắc. Tốt, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa. Các vị tướng quân chuẩn bị khởi binh theo ta đánh vào Kiến Khang. Sau khi diệt thành, ta là hoàng đế, các vị đều là khai quốc công thần, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Dạ. Phải rồi, chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, bổn vương muốn đến viếng chùa. Cái này chuyện trọng đại như vậy, đương nhiên phải cầu Phật tổ che chở rồi. Ta biết một vị cao tăng đại đức tên là Cầu Na Bạc Đà La có năng lực tâm linh rất kỳ diệu, nếu ông ta cầu thỉnh Phật tổ nhất định có thể giúp cho kế hoạch của ta thành công. Nếu như vậy, thiên hạ chẳng phải là vật trong túi của đại dương hay sao? Mặt tướng Nguyễn Hộ Tống tùy đại dương đi trước. Có Đức Phật gia hộ, ta nhất định sẽ cội lên ngai vàng hoàng đế. Lưu Tuấn vô đạo, ba tánh lầm than không kể xiết. Bổn vương quyết định thay trời hành đạo, vẫn mong pháp sư cầu xin Phật tổ phù hộ cho quân ta công thành Bạc Trại thế như trẻ trẻ. Sau khi thành công, bổn vương nhất định chẳng tiếc tiền để xây dựng cho pháp sư một ngôi tự viện hùng vĩ, bảo đảm hương hỏa lúc nào cũng hương thịnh. Đại dương nói lời này sai rồi. Hoàng đế lên ngôi chưa bao lâu đã có chi hướng thi ân rộng khắp, hồi phục lễ nhạc, trọng khổng sùng Phật, cải cách chế độ thuế, khiến quốc gia phát triển, ba tánh đều được ấm no. Đại dương nếu tin vào Phật tổ, tự khắc lấy từ bi làm hoài bão, chuyên tâm phò tá hoàng đế trị trị thiên hạ, tuyệt không thể khởi tâm vọng niệm mà chuốc lấy tai họa. Pháp sư nói như vậy là ý gì? Ngài không muốn giúp ta sao? Mong đại dương suy nghĩ lại. Người tùy tiện phát động chiến tranh, bần tăng tất nhiên không thể giúp đỡ. Từ khi pháp sư đến nước Đại Tống của ta, ta tụng kinh cúng dường pháp sư, chí thành bái Phật. Hôm nay ta có việc cầu xin Phật tổ, ngài vì sao lại không chịu giúp ta chứ? Nếu đã như vậy, bổn vương cúng dường ngài và tăng chúng thì có ích gì? Cũng được, nếu ngài không chịu giúp đỡ, vậy Phật tổ năm nay họ nhận hương hỏa của ta, nhất định sẽ phù hộ ta mã đảo thành công. A Di Đà Phật. Mấy năm gần đây chiến loạn không ngừng, ba tánh rên xiết than gian, nay nước nhà vừa mới an định, đại dương há sao có thể sanh tà niệm khiến cho sanh linh đồ thán. Tội lỗi tày trời như vậy, dù cho có cúng dường tam bảo như thế nào cũng không tiêu hết được. Bằng tăng khuyên đại dương nên bỏ xuống vọng niệm, hết lòng hướng thiện mới là phúc của lê dân trăm họ. Nếu cứ nhất quyết mà làm, tức quả quảng không xa. Hey, pháp sư đừng có giảng cho ta nghe những thứ cũ đích này. Ý bổn dương đã quyết, không lâu sau sẽ khởi binh nổi loạn. Đến lúc đó pháp sư theo bổn vương xuất chinh, ta muốn ngài tận mắt nhìn thấy. Ta sang bằng thành Kiến Khang, đợi khi bắt sống được Lưu Tuấn rồi, xem pháp sư còn gì để nói. Cáo từ. A Di Đà Phật. Hừ, hay cho lão hòa thượng không biết thời thế, dám trái nghịch ý của bổn vương. Nếu đã như vậy, chi bằng. Không được, hòa thượng này rất có tiếng tâm, nếu ra tay sẽ tổn hại đến uy danh của bổn vương. Mấy người các ngươi chú ý giám sát lão hòa thượng này cho ta. Ngày khởi binh hãy đem ông ta đến doanh trại, đẩy lên chiến trường, rồi mượn tay quân địch giết chết lão. Lưu Nghĩa Tuyên không nghe lời khuyến cáo của Cầu Na Bạc Đà La, cố tình khởi binh làm phản. Sau khi đại bại ở Lương Sơn Châu, tự mình rước lấy họa sát thân. Mà khi Lưu Nghĩa Tuyên thua trận, Cầu Na Bạc Đà La đang ở trong đám loạn cung, cũng trải qua một hồi cửu tử nhất sinh. À.
tội lỗi, tội lỗi. Con người chỉ tranh quyền đoạt lợi mà hại đến biết bao nhiêu chúng sanh vô tội bị sát hại. Đáng thương cho chốn nhân gian tốt đẹp này lại trở thành chiến trường địa ngục tu la. Đúng là tội lỗi. Hả? Tiểu thi chủ, người có sao không? Tôi chết rồi sao? Sao lại nhìn thấy hòa thượng ở trên chiến trường vậy? A-di-đà Phật, tiểu thi chủ vẫn còn ở nhân gian. Bần tăng cũng như tiểu thi chủ bị cuốn vào cảnh chiến loạn này. Chẳng trách, trên đời này vốn không hề có thần, cũng không hề có Phật mà. Ây da, đau quá đi. Đừng cử động, để tôi giúp cậu. Đi nhanh lên, chút nữa kẻ thù nhất định sẽ đến giơ vét, khi đó chúng ta trốn không được đâu. Vị tiểu thí chủ này tuy còn trẻ mà kinh nghiệm chinh chiến đã dày dặn rồi. Đương nhiên rồi, đừng thấy ta chỉ có 30 tuổi nhưng đã thân kinh bách chiến rồi. Nói đi cũng phải nói lại, pháp sư người cũng không tệ, tuy là người Thiên Trúc lại nói tiếng Hán rất là giỏi. Đây là Quan Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ tôi thôi. Quan Âm cái gì chứ? Quan Thế Âm Bồ Tát năm đó khi ta vừa đến vùng đất này, tính phiên dịch kinh điển, truyền bá kinh Phật, nhưng do không thông thạo ngôn ngữ nên vô cùng sốt ruột. Thế là ta sớm tôi lễ bái cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát gia trì cho ta có thể phiên dịch kinh điển. Tối hôm đó ta mơ thấy một người áo trắng, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một cái đầu lâu, một nhát kiếm chặt đầu ta xuống rồi thay bằng cái đầu ở trên tay người đó. Ta đột nhiên tỉnh giấc, liền phát hiện mình đã tinh thông Hán văn và Hán ngữ, không hề bị ngăn ngại. Đây chính là sự linh nghiệm của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đổi đầu à? Người nếu bị chặt đầu thì làm sao mà còn sống được? Làm sao mà tin được? A-di-đà Phật, người xuất gia không hề nói dối. Tương lai nếu cậu gặp khó khăn, có thể thành tâm lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát, tự khắc sẽ tiêu tai giải nạn. A-ngưu ta tự biết cuộc sống khó khăn, cả đời này không tin thần Phật quỷ quái đâu. Có người đến, mau trốn đi. Kỳ lạ, rõ ràng mới nghe ở đây có tiếng người nói chuyện. Tướng quân, ngài xem kinh thư số chuỗi cái này, ta biết nhất định là cầu Na Bạc Đà Ra. Đại dương muốn ta mang lão đến chiến trường để trừ khử lão, không ngờ lão hòa thượng đó mạng lớn không chết. Lão ta nhất định là ở gần đây. Lục soát cho ta. Pháp sư, đi theo tôi. Không ngờ tên Lưu Nghĩa Tuyền ấy lại vô tình vô nghĩa như vậy. Việc đã đến nước này, tiểu thi chủ đừng để ta liên lụy đến cậu, cậu tự mình bỏ trốn đi. Lão pháp sư sao có thể nói như vậy được? Tôi tuy là không tin thần Phật, nhưng pháp sư đã cứu mạng tôi không thể bỏ ngài. Nếu tôi bỏ ngài mà đi, chẳng khác nào tôi cũng giống như tên Lưu Nghĩa Tuyền đó sao? Ngài yên tâm, vừa qua ngọn núi này chính là Trường Giang, băng qua sông Trường Giang thì tôi và ngài sẽ được an toàn. Bần tăng đã qua lục tùng, chỉ một lòng hướng về Phật tổ. Nếu không tránh khỏi kiếp nạn này thì chỉ là nhân quả đã định. Bần tăng thì không tham sống, càng không muốn vì mình mà đẩy người khác vào chốn nguy hiểm. Tiểu thi chủ, tuổi hãy còn trẻ, đừng vì tuổi trẻ bồng bột mà uổng mạng. Ây da, pháp sư, ngài hỡi tí là nhân quả định số, tôi giúp ngài trốn thoát cũng không thể nói là một loại định số. Tôi mồ côi từ nhỏ, lại sanh nhầm thời loạn lạc, mỗi ngày đều phải giết người mà sống. Tự biết làm người trên đời này vốn đã phải như vậy. Hơn nữa, được gặp pháp sư mới biết là thế gian này ngoài chuyện sát đạo dâm vọng vẫn còn có người có lòng nhân từ như pháp sư đây. Vậy nên A Ngưu tuy chẳng tin thần Phật nhưng sẵn sàng bảo vệ pháp sư ly khai chiến trường, cũng để cho nhiều người được thấm nhuần sức từ lan tỏa của pháp sư, nhờ đó mà bỏ tội ác hướng thiện, quay về nẻo chánh. Ừ.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.